Dạ, mến chào các bác chị đã quay lại kênh của em. Thì hôm nay em có mặt tại chùa Kha Lan nha các bác chị. Thì trước màn hình của bác chị là cũng như là nhà ga của chùa Kha Lan. Thì được biết là hôm nay sẽ là một ngày là hoàn thành quay văn của chiếc ghe ngò mới để chuẩn bị tham dự lễ hội Festival năm 2024 trên dòng sông Mekong nha các bác chị. Thì thực cũng như là em có nghe là thợ vẽ đó là một người phụ nữ trên 30 năm tay nghề, thì cũng chia sẻ là hôm nay sẽ là ngày bàn giao ghe lên qua chăng xong. Thì em mời các bác chị đồng hành cùng em vào bên trong cũng như tìm hiểu về chiếc ghe ngò của chùa Kha Lan lên qua chăng xong đã rất là đẹp, đường nét qua chăng đây, cái màn hình của nó rất là đẹp luôn các bác chị. Thì hôm nay em đến đây để quay những thước xin gửi đến các bác chị. Như là những nét hoa văn rất là sắc sảo. Thì được biết là cái hoa văn này cũng đã hoàn thành vào buổi trưa hôm nay. Quá đẹp luôn, quá trời. Là xong. Nhưng phần đuôi, phần lái thì hôm qua cũng đã đẩy cao tiến độ cũng đã xong rồi các bác chị. Thì bên kia ngày hôm nay nữa thì chị The cũng nói là sẽ rồi luôn. Là hoa văn, hoa văn cũ của chiếc ghe ngò. Chiếc ghe ngò này là hoa văn mới ha các bác chị, rất là đẹp luôn. Đây là chiếc ghe ngò cũ. Thì bên này thì chắc chưa, đây là xong luôn rồi đó. Vậy là bữa nay xong luôn hả chị Hai hả? Chưa đây xong Bữa không chị Hai? nay chưa nay xong luôn á. Chưa đây xong Bỏ luôn. chưa gì chiều đi. Chiều đi thì Hai đó. còn dặm lại cái màu đậm 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 lên chút nữa. Dạ. Dặm lại 2 lần. Thì nói là ngày bữa đây đó ha. Nói bữa nay đi 5 giờ đi. 5 giờ. Vậy là bữa nay kết thúc là Bởi lên vì qua ông chăng chủ 5 giờ. không gửi tiền cho luôn nè thấy không? Đó, ghê Ông chủ đó, không số gửi tiền. dân luôn nha. Thì được biết là chị The cũng nói là chị sẽ xong này, chị về Cần Thơ chị sẽ vẽ ở chùa rồi xong xuôi là về tum lúc vẽ gồng Cho đỏ. có hình ảnh một bức hai bức làm dễ Phật tử đừng có À, lo. gồng đỏ bây giờ cũng mài rồi rồi đó. Đấy. Mai rồi thì gì qua vẽ bên Ô Môn định Dạ. khuôn 2 khuôn rồi qua vẽ gọng xanh lại. Dạ, gồng xanh lại ha. Năm nay là chị sẽ chơi nguyên ổ gồng luôn ha, xanh lè hết luôn. Thì bữa hôm của bác anh chị cũng như là comment em hỏi là ghe ngò chùa Kha Lan, ghe ngò chùa Kha Lan là gần rồi chưa, sao mấy bữa gài không thấy cập nhật. Thì bữa nay em xuống đây cập nhật là đã em nói với cô bác chị là ghe Kha Lan hoàn thành xong, thì em xuống đây sẽ cập nhật gửi đến cô bác chị cũng như các anh em YouTube biết là cũng như rồi lại mất công là tốn phí tốn thời gian nữa. Thì hôm nay là kết thúc luôn hết cô bác chị.
Rồi tới nữa khi nào mà chị the xuống chùa tâm núp vẽ chiếc gồng đỏ chuyển màu thành chiếc gồng xanh thì lúc đó em sẽ cập nhật ha cô bác chị. Lúc đó thì cô bác chị biết à. Chưa rồi nó có tiền dằn túi vậy đó chị hai. Có tiền. Kệ đi, miễn có tiền trong túi là thấy ngon lành này hết chị hai ha. Em cũng vậy đó, có tiền trong túi là thấy thấy làm như nó phấn khởi sung. Không có tiền trong túi làm như nó yếu. Cũng 10 ngày á chị Thea à. Ha. Cái này nè, qua văn này. Hồi hồi quay YouTube bây giờ mấy ngày vậy, em nhớ mà. Em bây giờ cũng quay bên bữa hổm hỏi thì coi được 4 ngày. Chắc giờ 6 ngày không ta? 8 ngày à. 8 ngày. Vậy em từ ngày hỏi là tới giờ em đâu có ở đây 3 ngày rồi. Em đi quay chùa làm phước chùa phường 10, phường 7 đó. Tại cũng chưa tới ngày bơi. Đúng rồi. Dễ từ từ cho đẹp chứ. Dạ thời gian còn xa lắm. Với thứ nhất cái thứ hai mình đâu có lấy ghe này tập vợt, ghe cũ tập vợt mà. Với thời gian mình còn rộng. Thấy là thấy đi tới trưa đây là thấy. Ông chủ hồi nãy nói chưa rồi cũng sao đó, dễ từ từ đi. Dạ. Đúng rồi, thời gian mình còn lâu. Nhưng mà mình gán dễ ra đây cho xong là dễ điều khác nữa. Đúng rồi, mình còn tâm sóc có kêu rồi đó. Tâm sóc có kêu luôn hả? Vậy là người nào tâm đi dễ tâm sóc thì báo cho hai. Dạ. Chị lên bạn là ông thấy ông canh chị hoài luôn á. Giờ là lên bạn có hỏi chị đó là ăn dễ hả, hồi nãy cũng hỏi cho nè. Lên bạn nói chị là ông canh hồi nãy quên đăng nữa bởi ông tưởng ở nhà gì. Ừ. Thấy chị đăng cái gì trên chiếc xe vậy đó. Thì đó, vừa lên xe là chụp hình đó. Dạ. Mà chưa có đăng lên Facebook. Ừ. Không canh, canh là có chị ở đâu là bắt đầu alo em rồi đó. Vậy là chiếc ghe ngon khai lan bữa đây sẽ hoàn thành bằng giao ghe qua văn luôn. Đường trường này chị bữa hổm chị chia sẻ là cũng như vẽ rất là nhanh luôn hết chị ha, đường trường này. Dạ. Còn cái đầu thì 2 ngày. Dạ cái đầu tại vì nó cái nhiều. Đuôi thì 1 ngày. Cái đầu nhiều đường qua văn rất là 6 ngày ha. 6 ngày đó. Cộng lại hết là 6 ngày. Thì đó em đếm cái 6 ngày. Bữa nay không thấy anh Phiên luôn ha. Anh Phiên ở nhà coi điện, thợ sửa điện thứ gì. Nữa hả? Thêm bấm thêm gì. Dạ. Đi vòng gửi đến mặt con cô bác rất là đẹp luôn ha cô bác chị. Đó. Rất là đẹp mẫu mã. Thì bữa nay em xuống đây em cập nhật gửi đến cô bác chị ha. Bữa đây là kết thúc của Hoa Văn cho ghe em mới để chuẩn bị bước vào lễ hội Festival năm 2024, cũng như là xong cái hoa văn này thì chùa cũng có lên kế hoạch là cũng như là đã sẵn sàng cho lễ hội ha. Rất là đẹp. Đây là cái mũi ghe. Mũi ghe này là bắt đầu vái dẫn này. À, đây là mũi ghe cũ nè. À, trong đây hơi tối mong cô bác chị thông cảm ha, chỉ trời chuyển mưa nữa, mấy bữa gà là trời mưa quá trời luôn cô bác chị, hơi tối nha.
Thì được biết là chị xe cũng có thông báo là vẽ cái này rồi, chị sẽ về Cần Thơ vẽ bên chùa cũng như là bên chùa ở Cần Thơ, đúng không? Và cái thứ ba là chị cũng chia sẻ là tới nữa sẽ về tum núp vẽ chiếc gồng đỏ chuyển mình thành chiếc gồng xanh. Và cái thứ năm đó là chị cũng sắp sửa khâu chuẩn bị về chùa Tam Sóc, về chùa Tam Sóc để cũng lên Hoa Giang luôn. Chắc chị cũng như về tum núp vẽ rồi mới qua Tam Sóc hả chị? Thế ha, tum núp vẽ rồi qua Tam Sóc. Dạ. Rất là đẹp luôn. Thì mấy bữa ra bà con cô bác chị cũng biết em không có thời gian để xuống cập nhật chiếc ghe con xe lan, thì em cũng có quay những lễ hội với cô bác chị. Hôm nay được biết là ngày cuối cùng của Lân Hoa Dông dân chiếc ghe ngon mới để bàn giao, thì em xuống đây để quay cập nhật gửi đến của bác chị là chiếc ghe ngon Khai Lan đã hoàn thành rồi nha. Ngày thường thì chắc quay giờ này được chứ ngày thường quay không được rồi, nhà chùa sẽ đóng cửa. Mở cửa giờ nào vô cập nhật cho cô bác chị giờ đó. Chị ăn uống gì chưa? Tưởng đâu ăn xôi nữa chứ. Bữa nay không thấy xôi. Thấy gì ăn xôi no dai lắm á, chị thấy à. Xôi nó không, nó chị bao tử luôn. Dạ. Hình như ngày hôm qua ông Út Chủng Thơm có ghé đây hả chị Thè? Hả? Ông Út Chủng Thơm á? Út Chủng Thơm hả? Ông mà bự bự con đó. Hôm kia. Ghé. Hôm qua là vắng. Ngày hôm qua ghé đằng ở dưới chỗ dán nhà anh Phong rồi quay dưới. Thấy ông lên tưởng nó ảnh ghé đây chứ. Đó thấy em quay lúc lại hả vậy? Em quay em đâu có đăng liền đâu, chiều mới đăng. Chỉ có bạn em thôi, Thanh Tâm TV á. Nhà báo lúc này có lại không? Hôm qua đài truyền hình. Ngày qua đài truyền hình á, bữa hổm thì nhà báo hả? Nhiếp ảnh chứ không phải nhà báo, nhiếp ảnh. Nhiếp ảnh nó nghỉ rồi, bên đắp đi lo đi quay được phép. Lấy hình nó tới nửa thi đó. Ảnh nghệ thuật. Ảnh nghệ thuật đó. Ngày qua đài truyền hình xuống. Là nói chung thì còn một phần này nữa thôi là cái thớp cái con này thì bên đây cũng chống bên đây thôi đây. Phần đuôi nè, phần đuôi cũng mới vừa vẽ, phần lái của bác chị cũng mới vừa vẽ xong rồi. Rất là đẹp luôn ha các bác chị.
Đây là hoa văn của phần lái ghe ngò mới. Đây là hoa văn của phần lái ghe ngò cũ. Vậy là bên nền vàng bên kia tới nữa là dặm đen nữa là xong. Các bác chị à, đây là khác nè ha. Đây là gan ngon mới ha bác chị à, em đi một lượt gan ngon mới gửi đến các bác chị ha. Là gan ngon cũ. Thấy bữa hổm chị có chia sẻ cái hình ảnh của chị chỗ ghe ngò quá vô thấy người ta mệt lận quá, ta nói nghệ nhân bạn nữ vẻ đẹp của người Sóc Trăng gì đó. Hai ngày nay đâu có clip cho ổng đâu, đâu có quay đâu, quay lễ hội không, lễ hội hết rồi. Đây là cô bác chị, đây là nguyên cái thân của chiếc ghe ngò ha, đẹp à. Dạ thưa cô bác rồi chị, cũng như là chiếc bốn mặt cũng vừa rồi ha cô bác chị, thì chiếc bốn mặt vừa rồi thì em nghỉ cập nhật tại vì nhà chùa cũng đóng cửa rồi không có vào được, mong cô bác chị cũng thông cảm giùm cho em. Những chiếc ghe nào rồi thì lúc đó nhà chùa sẽ bảo quản và đóng cửa lại, đang tiến hành cũng như là vẽ quang văn hay là khởi công đóng ghe thì lúc đó mình sẽ quay được xong công chuyện rồi là mình hết cập nhật các bác chị, thì mình cập nhật những chiếc ghe ngon khác để bước tiến vào lễ hội phép tiên văn. Chắc em cũng xin quay một đoạn ngắn này gửi đến cô bác chị thôi các bác chị, thì chút xíu nữa thì đầu giờ chiều em sẽ xuống để quay hoa văn cũng như là bên phần lái rất là đẹp và tỉ mỉ đường nét hoa văn cũng như là khâu chuẩn bị của lễ hội festival năm 2024 của cái ngôi chùa Ca Len như thế nào các bác chị. Thì em cũng xin
tầm nhìn tới đây. Ừ.